Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyên Lòng Ngạo thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 74 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc dài tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, Minh Hà giáo chủ lúc bấy giờ vui mừng quá đỗi, vội vàng phóng người lên bắt vào trong tay. Đột nhiên trên mặt biển xuất hiện một vật thể vàng óng long lánh, hung hăng đập thẳng vào hắn, dường như trời cũng có thể bị đè sụp bởi một kích này vậy. Minh Hà tiểu nhi, ngươi cũng dám tranh với ta hay sao? Minh Hà giáo chủ hú lên quái dị, vội vàng bỏ cái đầu kia xuống, tế khởi Minh Hà chống lại cái trụ lớn màu vàng bị chấn văng ra bên ngoài, nhanh chóng kêu lên, Viên Thiên Công, ta đã ném cái đầu Kim Tinh Đồng Tử đi ra rồi. Hai đại cường giả chiến đấu, Diệp Phúc ngơ ngác nhìn hai tay của mình, bỗng chỉ thấy tay của hắn là một cái đầu trắng như tuyết, chỉ có hai mắt, không có miệng mũi. Đây là phúc bay tới hay là họa bất ngờ đây? Diệp Phúc cũng không biết phải nói gì, nhìn cái đầu đồng tử trắng như tuyết ở trong tay, có bộ mặt nhưng không hề có ngũ quan khác. Nó được tạo thành từ một đoàn kim khí, phân lượng cực kỳ nặng, ngay cả hắn cầm cũng có chút cố sức. Đây là đại não của Kim Tinh Đồng Tử, hắn là từ kim tinh khí thuần túy tu luyện thành yêu, trời sinh mạnh mẽ vô cùng, giết cường giả tam thần cảnh như cắt cây cỏ. Tuy nhiên, trên biển gặp được kình địch, bị người đập nát thân hình, chỉ còn lại cái đầu. Thần thức và hồn phách của nó bị thương nặng, hai mắt nhắm nghiền, hồn nhiên không còn mạnh mẽ như trước. Đây là một bảo bối, cũng là một củ khoai lang bỏng tay, chỉ cần hơi chút sao nhãng là có thể chết ngay. Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một lão viên cầm trong tay kim bổng, đứng trên không trung giằng co với Minh Hà giáo chủ. Lão viên này một thân bạch mao, lông thật dài che khuất toàn thân, tuy nhiên cái miệng cũng rất dài, không bị lông mao che khuất, môi khẽ nhúc nhích, lộ ra cái miệng đầy răng nanh. Thân hình của hắn trắng như tuyết, hình thể rất lớn, đầu không nhỏ hơn đầu của Kim Mao Bạo Viên vừa rồi. Quanh thân của nó tràn ngập yêu khí thô bạo, tàn bạo tới cực điểm. Minh Hà tiểu nhi, tính nhà ngươi thức thời, Viên gia gia tha cho ngươi một mạng. Bạch mao lão viên quái dị cười một tiếng, tu hồi lại kim bổng. Sắc mặt của Minh Hà giáo chủ khẽ biến, tức giận hừ một tiếng. Hắn đường đường là người đứng đầu một giáo, bị người khác kêu thành tiểu nhi, trong lòng hiển nhiên cực kỳ căm tức. Tuy nhiên, lão viên bạch mao trước mặt này tuy rằng cũng chỉ là tam thần cảnh, nhưng tu vi cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Trong hải vực này uy danh hiển hách, chính là bá chủ trên biển Tiên Sơn, Viên Công Sơn, thực lực hùng mạnh, thế lực khổng lồ. Dưới tay hắn có rất nhiều yêu binh đếm không xuể, cho nên cũng chỉ có thể nén giận. Tam thần cảnh cũng có ba đại cảnh giới, hóa thần kỳ, nguyên thần kỳ và hợp thể kỳ. Viên Thiên Công đã tu luyện tới hợp thể kỳ, nhục thân hợp nhất, ngay cả Kim Tinh Đồng Tử cũng có thể đánh nát được. Ta trước mắt chỉ là nguyên thần kỳ, tự nhiên không phải đối thủ, chỉ bằng nhẫn nhục thôi. Lại có hơn 10 đạo thân ảnh bay tới, là các loại đại yêu ở trên biển. Các loại khí tức khổng lồ làm cho mạch nước biển nổi dậy, khí thế tương đối kinh người. Bảo Bối Nhi ở đâu vậy? Bảo Bối Nhi ở đâu? Phần lớn đại yêu mắt sáng như đuốc, quét nhìn khắp mọi nơi. Ánh mắt của bọn họ thậm chí xuyên thấu dưới mặt đất, sâu vài trăm mét và trong biển rộng, nhìn xuyên thấu. Bất luận kẻ nào, vật nào cũng không thể tránh được ánh mắt của bọn họ. Tiểu tử đang cầm cái ô đứng ở phía trước kia, chẳng phải trong tay đang ôm kiện bảo bối hay sao? Chư vị đại yêu lúc này đang nhìn thấy hắn. Viên Thiên Công tới trước một bước, bàn tay to lớn phóng qua, mi tu run run nói, tiểu tử đem bảo bối của gia gia giao ra đây. Bàn tay to lớn của hắn giống như 5 cái trụ chống trời vậy, móng tay như lưỡi dao lớn cắt thẳng tới Diệp Phúc. Yêu tộc trời sinh dũng mãnh, so với vũ sĩ bình thường hùng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, đầu đại yêu này cũng có tu vi hợp thể kỳ, nguyên thần và thân thể hợp là một, thân thể mạnh mẽ so với Diệp Phúc còn hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, thêm tu vi của hắn, Một bàn tay to phủ diện tích gần nửa mẫu, gần như đem nửa mẫu không gian này giam cầm lại, so với khi Hạ Tùng Giang ra tay còn mạnh hơn nhiều. Đây là ưu thế trời sinh của yêu tộc, tuy rằng không thể có thiên đạo kế thừa như của nhân tộc, nhưng tiên thiên vượt qua nhân loại nhiều không kể xiết. Nếu như tu luyện thành công thì càng trở nên dũng mãnh, so với nguyên thần chi bảo nào cũng lợi hại hơn. Biển lớn này có cả đại yêu mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm tu vi. Hơn nữa ở xa hải ngoại, không có bị nhiều thế lực lớn chèn ép, cũng không có hoàng triều thống trị, tự do tự tại. Bởi vậy mới có thể sinh ra nhiều yêu tộc dũng mãnh, cường đại đến như thế. Bàn tay to này của Viên Thiên Công sắp bắt lấy Diệp Phúc thì chỉ thấy trong chớp mắt hơn chục bàn tay to chụp tới. Các loại bàn tay va chạm vào nhau trên không trung, chẳng những phá thông bàn tay to của Viên Thiên Công, cũng khắc chế những bàn tay kia, không cho những người khác công kích tới Diệp Phúc. Viên Thiên Công, loại thiên tài địa bảo này người có đức sẽ được, đức hạnh của người quá kém, phẩm hạnh không hợp, vẫn là giao cho Yêu Sa Vương ta đi. Một đầu đại yêu giống như một con cá mập lớn cười ha hả, yêu khí ngút trời, dũng cảm cười nói: Hổ Sa thôn thiên. Hắn mở mồm rộng hướng tới Diệp Phúc mà táp, cái miệng rộng tràn ngập răng nanh, giống như một cái hắc động vậy, cắn nuốt vạn vật. Yêu Sa Vương cũng muốn nhúng chàm vào bảo bối nhi của ta sao? Một nữ tử xinh đẹp yêu dị từ phía sau đột nhiên bắn ra 9 cây đuôi dài mềm mại của mình. Khi mở ra 9 cây đuôi dài vài dặm, trong đó 8 cái cho chặt lấy miệng rộng của Yêu Sa Vương, khiến cho hắn không thể mở miệng ra được. Nàng ta cười ngâm ngâm nói: Viên Thiên Công, người đã được thân hình bảo bối nhi rồi. Cái đầu bảo bối nhi này đương nhiên là thuộc về Hồ Tiên đảo ta. Tiểu huynh đệ, đưa bảo bối nhi cho ta, Hồ Tiên nhi ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi được an toàn. Một đại yêu đầu điểu, sau lưng hai cánh thật lớn, giống như mây che trời vậy, bao phủ lên không trung. Hai chân đột nhiên hóa thành một đôi đại chảo, một chảo bắt lấy cái đuôi dài vạn dặm kia, một móng vuốt khác giống như móc câu dài tới vài trăm mét, hướng thẳng tới Diệp Phúc mà chụp. Đồng thời kêu lên: Nói bậy, Hắc Phong đảo của ta sức lực nhiều nhất, ngay cả huynh đệ ta cũng bị bảo bối nhi kia chém giết. Nếu không phải huynh đệ ta ngăn trở ánh mắt của nó, Viên Thiên Công sao có thể đánh nát được thân hình nó đây? Cho nên bảo bối nhi đương nhiên thuộc về Hắc Phong đảo ta rồi. Trong hơn 10 vị đại yêu này, tu vi thấp nhất cũng là cường giả hóa thần kỳ, thực lực cực mạnh, có thể sánh ngang với mấy vị trưởng lão cao thủ của Hoàng Tuyền Ma Tông. Mỗi một người đều là kình địch mà Diệp Phúc không thể địch lại nổi. Thậm chí cường giả tam thần cảnh chung quanh cũng không ít. Trong đây toàn là một thế hệ bá chủ trên biển rộng. Bọn họ khi đối phó với Kim Tinh Đồng Tử liên kết với nhau, lúc này thân hình của Kim Tinh Đồng Tử bị đánh nát, liền giằng co lẫn nhau, không ai chịu nhường ai một bước nào. Minh Hà giáo chủ thấy thế, trong mắt loạn chuyển, thầm nghĩ trong lòng: Kiềm Hải này có nhiều yêu vương nội chiến, nó không chừng bảo bối nhi có thể dừng trong tay ta được rồi. Hắn lúc này ho khan một tiếng, Minh Hà rung rung bước lui Hắc Kiêu Vương mình người đầu điều kia. Chỉ thấy huyết hà cuồn cuộn hướng tới Diệp Phúc mà áp qua. Hắn cười lớn nói: Chư vị, mỗ đường xa tới nơi này, chi bằng đưa bảo bối nhi cho mỗ làm quà gặp mặt được không? Ai dám giành giật với ta, ta liền giết người đó. Viên Thiên Công nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ thẫm, huy khởi kim bổng hung hăng nện lên trên Minh Hà. Minh Hà giáo chủ bị chấn liên tiếp lùi về phía sau. Những cường giả ở đây đồng loạt bao vây lấy Diệp Phúc, nhất tề ra tay, đều tính thu lấy cái đầu Kim Tinh Đồng Tử về làm của riêng của mình. Bọn họ thực lực hùng mạnh, lại kiêng kỵ lẫn nhau, tuy rằng động thủ nhưng cũng không thi triển toàn lực, e sợ bị đối phương thừa dịp mà đánh lén. Bọn họ kêu bảo bối nhi không ngừng như vậy, chẳng lẽ Kim Tinh Đồng Tử kêu là bảo bối nhi hay sao? Diệp Phúc thấy đông đảo cường giả tranh chấp động thủ với nhau, không ai chú ý tới hắn, liền vội vàng thúc giục thiên cơ tán, hóa thành thuyền con, dọc theo biển lớn như bao táp. Hiện tại không đi thì còn đợi khi nào nữa đây? Một tiểu tử nguyên đan kỳ, không ngờ lại còn muốn chạy trốn của chúng ta hay sao? Yêu Sa Vương thấy thế cười ha hả, lập tức nhìn theo tốc độ của Diệp Phúc. Hắn không ngờ lại thấy tốc độ quá nhanh đi, trong chớp mắt đã bay ra khỏi hơn 10 dặm, không khỏi giật mình kinh hãi nói: Tiểu tử này từ đâu tới vậy? Tốc độ sao lại nhanh như vậy đây? Hắn dầm lên một tiếng, nhảy vào trong biển, hóa thành một đầu hổ sa dài tới hơn 10 dặm. Vây lưng của nó giống như những tàu núi đao, phá vỡ mặt biển, rít cào đuổi theo. Cái đuôi của nó vừa động, đó là hơn 10 dặm biển bị vây lưng của hắn tách ra, tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đấy, đám người khác cũng đuổi theo Diệp Phúc. Hồ Tinh Nhi hóa thành một đầu bạch hổ cửu vĩ, thế lớn như núi, nhảy liên tục trên không trung, vọt đi cấp tốc. Thiên viên cân đấu bộ. Viên Thiên Công quát lớn một tiếng, thu hồi kim bổng, thả người bổ nhào một cái, liền nhảy ra hơn 10 dặm. Tốc độ của hắn so với Yêu Sa Vương, Hồ Tinh Nhi còn nhanh hơn vài phần. Những đại yêu khác cũng thi triển thủ đoạn, mỗi người đều tự thi triển ra thần thông của mình, điên cuồng đuổi theo về phía trước. Xoẹt một tiếng, Hắc Kiêu Vương của Hắc Phong Đảo thì trực tiếp hóa thành một đầu cự kiêu màu đen thật lớn, cánh triển khai vài dặm, hai cánh chấn động giống như giả thiên chi vân, rõ ràng tốc độ vượt qua mọi người, cấp tốc đuổi theo Diệp Phúc. Tốc độ của hắn là nhanh nhất, nhanh như điện giật vậy, vài cái chớp mắt đã đuổi theo Diệp Phúc. Thét dài liên tục, hai chảo lớn đánh xuống, chộp thẳng xuống Diệp Phúc. Trong nhiều yêu vương ở Kiềm Hải này, thực lực của hắn là yếu nhất, chỉ là tam thần cảnh hóa thần kỳ, so ra còn kém yêu vương khác. Thế nhưng hắn may mắn ở chỗ tốc độ lại là nhanh nhất, bởi vậy hắn mới là người thứ nhất đuổi theo Diệp Phúc. Bảo bối nhi sẽ thuộc về ta. Hắc Kiêu Vương cười dài một tiếng, chảo như đao bắt tới Diệp Phúc. Chỉ cần hắn xử lý Diệp Phúc, cướp được Kim Tinh Đồng Tử, cho dù là đám người Viên Thiên Công tu vi cao tới đây, thực lực mạnh như thế nào cũng mơ tưởng mà đuổi theo được hắn. Bảo bối nhi, bảo bối nhi, mời mở mắt ra. Lúc này Diệp Phúc qua cái đầu của Kim Tinh Đồng Tử, hai con mắt của Kim Tinh Đồng Tử vẫn nhắm nghiền, không có nửa điểm phản ứng. Xẹt một tiếng, một chảo lớn của Hắc Kiêu Vương hạ xuống, hiểm hiểm bắt lấy con thuyền. Một bộ móng vuốt khác giơ lên cao, giống như một cái lồng giam, giam cầm hư không, định nhốt cả Diệp Phúc lẫn thuyền ở lại. Trong nhiều yêu vương, tuy rằng pháp lực của hắn yếu nhất, nhưng đại yêu tam thần cảnh hóa thần kỳ vẫn không phải là Diệp Phúc có thể chống lại được. Bảo bối nhi, bầu trời tối đen, mời mở mắt. Diệp Phúc lay động, đầu của Kim Tinh Đồng Tử vẫn nhắm nghiền, hai mắt như trước. Tiểu tử, Kim Tinh Đồng Tử bị Viên Thiên Công đánh nát thân thể, thần hồn đều bị chấn nát rồi, chỉ sợ cách cái chết cũng không còn xa lắm đâu. Hắc Kiêu Vương cất tiếng cười to, giam cầm Diệp Phúc lại, một trích móng vuốt thăm dò vào bên trong lồng giam, chộp tới hắn. Bổn vương còn muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải tiểu tử ngươi nổi lên lòng tham, cuốn đi bảo bối nhi, bổn vương còn không thể lấy được nó kìa. Vì cảm tạ ngươi, ta sẽ cho ngươi chết không hề thống khổ. Móng vuốt của hắn sắc bén cực kỳ, chưa bắt lấy Diệp Phúc, kình phong đã xé rách làn da của Diệp Phúc, lộ ra từng vệt máu đỏ. Đây là thực lực của đại yêu tam thần cảnh, so với vũ sĩ tam thần cảnh còn mạnh hơn mấy lần. Móng vuốt của hắn đã đi tới đỉnh đầu Diệp Phúc, chỉ cần một kích liền có thể phá vỡ thân thể của Diệp Phúc, sẽ toang hắn. Dầm một tiếng, đột nhiên hai đạo bạch quang từ trong tay Diệp Phúc phát ra, thẳng tắp như trụ, xoẹt một tiếng, xuyên thủng trời cao, cắt móng vuốt của Hắc Kiêu Vương thành hai đoạn. Hắn giận dữ kêu lên một tiếng, chấn cánh bay lên, tránh né bạch quang, chỉ thấy hai đạo bạch quang, bạch trụ huy hoàng như kiếm, cắt xuyên không trung, xẹt qua hai cánh của hắn. Hắc Kiêu Vương kêu thảm không ngừng, hai cánh chim bị cắt gãy, rơi xuống biển rộng. Bảo bối nhi kia còn sống sao? Hắn vừa sợ vừa giận, không dám tiếp tục công kích Diệp Phúc, xoay người bỏ đi. Chỉ thấy hắc điểu thật lớn dẫm chân mạnh xuống mặt biển, xa xa hốt hoảng chạy như điên, tốc độ cũng nhanh vô cùng. Diệp Phúc nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy bạch quang càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc cũng ảm đạm, biến mất không thấy. Hắn vội vàng buông hai ngón tay, mi mắt Kim Tinh Đồng Tử dần dần khép kín. Vừa rồi trong lúc nguy cấp, hắn vươn hai đầu ngón tay đẩy mi mắt của Kim Tinh Đồng Tử, làm cho điều vương này trọng thương. Tuy nhiên Kim Tinh Đồng Tử bị thương rất nặng, thị lực không thể bằng trước, bạch quang trong mắt càng ngày càng ảm đạm đi, chỉ sợ cách cái chết cũng không còn xa lắm. Diệp Phúc trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ: thần hồn của Kim Tinh Đồng Tử bị Viên Thiên Công đánh nát, nếu hắn đã đánh chết trong mắt bạch quang sẽ hoàn toàn tiêu tán, chỉ biến thành một khối kim tinh khí, cũng không còn uy năng đồ sộ như trước nữa rồi. Kim Tinh Đồng Tử là vô bảo tu luyện thành yêu, vừa sinh ra đã có uy thế long trời lở đất, mắt bắn bạch quang dễ dàng chém giết nguyên thần của cường giả tam thần cảnh, giết người như cắt cây cỏ, quét ngang một mảnh. Tuy nhiên đúng là bởi vì hắn là vô bảo tu luyện thành yêu, bởi vậy chân nguyên của Diệp Phúc đối với hắn không có bất luận tác dụng gì cả, không thể chữa trị thân thể của hắn, cũng không thể tu bổ được thần hồn bị phá nát. Chỉ cần hắn vừa chết, uy năng này từ nay về sau sẽ biến mất, không còn tồn tại nữa. Nếu đổi lại là yêu tộc khác, chỉ cần không phải là vô bảo tu luyện thành yêu, lấy chân nguyên của Diệp Phúc chứa sức sống vô biên, tất nhiên có thể chữa khỏi thương thế. Chẳng lẽ nói ta hiện tại chỉ có thể nhìn loại thần thông này biến mất thôi sao? Diệp Phúc vừa bay nhanh về phía trước, vừa cẩn thận suy tư như thế nào mới có thể giữ lại một tia thần hồn của Kim Tinh Đồng Tử, khiến cho uy năng trong mắt của nó không tan. Kỳ thực chưa chắc cần phải giữ lại thần hồn của Kim Tinh Đồng Tử. Ta chỉ cần đưa một lũ thần hồn của mình vào, nhốt vào bên trong đầu Kim Tinh Đồng Tử, liền có thể duy trì được uy năng của cái đầu này rồi. Hơn nữa, ta còn có thể luyện cái đầu lớn này thành thân ngoại hóa thân của ta. Diệp Phúc trong lòng nhảy loạn, nếu là cái đầu Kim Tinh Đồng Tử này luyện hóa thành thân ngoại hóa thân, cái đầu tế ra, cho dù là cường giả tam thần cảnh cũng bị hắn lướt một cái mà chết toi, uy phong bậc nào đây. Tuy nhiên hắn lập tức nhíu mày, pháp môn tu luyện thân ngoại hóa thân ở trong đại điện Quan Tinh Phong cũng từng ghi lại, yêu cầu tu vi cực kỳ cao, thấp nhất cũng cần phải tu vi tam thần cảnh. Mà trước mắt hắn chỉ có tam đan cảnh đỉnh phong, khoảng cách tới tam thần cảnh còn kém tam thai cảnh, tam dương cảnh, cùng mang thai kỳ, ảo thai kỳ, nguyên thai kỳ, thân dương kỳ, thuần dương kỳ, dương thần kỳ, 6 đại cảnh giới. Từng đại cảnh giới lại chia làm 9 phẩm, tất cả là 54 tiểu cảnh giới lận. Dựa theo tâm pháp tu luyện thân ngoại hóa thân của Quan Tinh Phong, căn bản là không có khả năng. Xem ra tâm pháp của Quan Tinh Phong là không thể tu luyện. Hạ gia Kiều đỉnh, Kiều nguyên cũng phải có hạn chế cảnh giới, phải tới tam thần cảnh mới có thể tu luyện thân ngoại hóa thân được. Tuy nhiên, ta có một loại tâm pháp ở tam nguyên cảnh có thể luyện thành thân ngoại hóa thân. Diệp Phúc nhớ tới một lỗ tinh hồn của Tiểu Hoàng Đế truyền thụ cho hắn, đó là Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát. Môn cấm pháp này có thể trở thành vũ sĩ, liền luyện ra được 12 nguyên thần, đem 12 kiện vũ bảo luyện thành 12 hóa thân, cũng tức là 12 thần sát, tạo thành Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát đại trận, lợi hại vô cùng. Lúc trước thì Hoàng Đế dựa vào cấm pháp này đánh khắp thiên hạ, khó gặp được đối thủ. Thủy Hoàng Đế lúc trước luyện chế 12 thần sát chính là 12 đồng nhân, chiến thắng không biết bao nhiêu đối thủ hùng mạnh, thành tựu uy danh bất bại. Diệp Phúc lúc này bắt đầu động thủ, chiếu theo pháp môn của Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát, rút ra một lỗ tinh hồn dung nhập vào trong đầu Kim Tinh Đồng Tử. Lỗ tinh hồn của hắn tiến vào trong tử phủ của Kim Tinh Đồng Tử, hắn nhìn thấy trong không gian này kim khí hỗn loạn khôn cùng, giống như biển lớn bị phá nát, không trung lơ lửng vô số hồ nước kim khí, phải tới vạn cái. Đúng là những kim khí này đã tạo thành tinh hồn của Kim Tinh Đồng Tử. Tuy nhiên, lúc này phía này dương kim khí trở nên vô cùng hỗn loạn, cũng bị đại yêu Viên Thiên Công một côn đánh xuống, làm cho tinh hồn bị thương, chấn tới tán loạn. Hải dương kim khí bị bùng nổ nứt ra, khắp nơi đều là các khối kim khí. Vô số hồ nước kim khí va chạm lẫn nhau, lập tức kim khí bắn ra bốn phía, rung động ầm ầm. Lũ tinh hồn này của Diệp Phúc hóa thành tướng mạo sẵn có, hóa thành thiếu niên tuấn tú, mặc quần áo màu xanh lam, lơ lửng trên đại dương mênh mông vạn loại kim khí. Thật đáng thương, Kim Tinh Đồng Tử vốn là một cao thủ vô cùng hùng mạnh, giết cường giả tam thần cảnh như cắt cây cỏ vậy, thế nhưng lại bị người vây công, một chiêu bị thua, tinh hồn bị Viên Thiên Công chấn vỡ. Một khi đã như vậy, vậy ngươi trở thành hóa thân thần sát thứ nhất của ta đi. Nguyên thần nhập chú, tinh hồn luyện sát. Hắn lấy ra một đạo nguyên thần bị chấn áp bên trong đại đỉnh, bay vào tử phủ của Kim Tinh Đồng Tử. Chỉ thấy cây non này giống như dung hợp với một lỗ tinh hồn của hắn, hợp thành một. Tinh hồn và nguyên thần dung hợp, chỉ thấy tinh hồn của Diệp Phúc mở to hai mắt, quát tháo một tiếng, há mồm hút một cái. Một tòa hồ nước bằng kim khí xoẹt một tiếng bay lên, từng đạo kim khí được hút ra khỏi hồ nước, cuồn cuộn không ngừng dung nhập vào trong miệng của hắn. Thể tích của tinh hồn này nhanh chóng bành trướng, lấy kim khí tốc độ càng ngày càng nhanh. Đợi khi hồ nước bị hắn rút sạch tất cả kim khí, mà Diệp Phúc tinh hồn cũng hóa thành một pho tượng cao tới 400 m, quanh thân kim quang chói mắt. Đây đúng là chỗ huyền diệu của Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát cấp pháp, mượn tinh hồn tán loạn của người khác nâng cao cường độ tinh hồn của mình, cắn nuốt người khác, bổ sung bản thân. Không chỉ như thế, Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát còn có thể giống như chim tu hú chiếm tổ chích chòe, biến từ phủ cường khác trở thành nơi sống của mình. Thủy Hoàng Đế khi tuổi còn trẻ liền có thể thành tựu kinh người như vậy, đó là dựa vào cấm pháp này. Hắn bắt chước làm theo, bay về phía một tòa hồ nước kim khí khác, rất nhanh hút trọn hồ nước kim khí này, thân hình lại tăng vọt, gia tăng tới 500 m hơn rồi. Diệp Phúc tinh hồn lấy mẫu kim khí tốc độ càng lúc càng nhanh, đợi hắn hóa thành người khổng lồ cao hơn 1000 trượng, chỉ trong vài cái hô hấp liền có thể rút sạch kim khí của một hồ nước. Mà thể tích của hắn cũng càng ngày càng lớn, qua thật lâu sau rốt cuộc cũng trưởng thành kim nhân vạn trượng. Lúc này hắn mới hấp thu không tới 1/10 kim khí. Dần dần Diệp Phúc cảm giác được chính mình càng ngày càng liên hệ chặt chẽ hơn với tử phủ này, càng ngày càng chặt chẽ. Qua không lâu nữa, ta có thể được đầu của Kim Tinh Đồng Tử tán thành, hoàn toàn chiếm cứ nơi đây rồi, biến đầu Kim Tinh Đồng Tử trở thành nhất tôn hóa thân của ta. Tinh hồn Diệp Phúc gia tăng tốc độ cắn nuốt, một tòa rồi lại một tòa hồ nước kim khí bị hắn nuốt vào. Đột nhiên hắn có thể thông qua tử phủ cảm giác được trong tử phủ có sinh mệnh đang quá ký với chính mình. Tinh hồn Kim Tinh Đồng Tử cũng không hoàn toàn tiêu tan, mà là đã đang dãy giụa, ý đồ đem tất cả tinh hồn tán loạn dung hợp thành một thể, khôi phục lại trạng thái như cũ. Ý niệm này vô cùng phẫn nộ, không chút tiếng động, giết gào bay nhanh tới nơi này. Diệp Phúc theo khí tức này mà nghênh đón, mở mồm hô lớn, hô một tiếng hút cả một tòa hồ nước kim khí. Hắn cười to nói: Kim Tinh Đồng Tử, nếu trước đây ta còn sợ ngươi vài phần, tuy nhiên hiện giờ tinh hồn của ngươi đã bị ta phá nát rồi, trong tử phủ cũng không phát huy được bao nhiêu uy lực cả, vẫn là triệt để hồn bay phách lạc đi thôi, trở thành một tôn hóa thân của ta đi thôi. Một pho tượng người khổng lồ màu vàng cao tới mấy vạn trượng đột nhiên hiện ra trước mắt Diệp Phúc. Trên mặt chỉ có hai mắt, không có miệng, mũi, lỗ tai, nhìn về phía Diệp Phúc, đột nhiên đập tới một quyền. Đùng! Tinh hồn của Diệp Phúc bị một quyền đánh dẹt, biến thành một tấm giấy vàng mỏng manh, lập tức đón gió phồng lên, khôi phục lại nguyên trạng. Thân hình của hắn cũng không phải là thực chất, mà chỉ là kim khí, là Kim Tinh Đồng Tử hóa ra tinh hồn, bị Diệp Phúc luyện hóa, hóa thành tinh hồn bản thân. Nắm tay của tinh hồn Kim Tinh Đồng Tử cũng không thể khiến cho hắn bị thương được. Ta nói vì sao ngươi không có khôi phục lại tinh hồn? Hóa ra ngươi không có miệng, không có thể cắn nuốt được tinh hồn của mình để tu bổ hồn phách tổn thương. Diệp Phúc ánh mắt sáng lên cười nói. Xẹt xẹt xẹt. Hai mắt của tinh hồn Kim Tinh Đồng Tử mở ra, bắn ra từng đạo kim khí màu trắng cắt tới hắn. Tốc độ của kim khí màu trắng cực nhanh, cắt ngang qua tinh hồn của Diệp Phúc thành nhiều mảnh nhỏ. Người này không hổ danh là yêu quái do Kim Tinh Đồng Tử tu luyện thành, cho dù tinh hồn chỉ còn lại một chút vẫn là hại như vậy. Nếu không phải nguyên thần của ta thật nhỏ, sợ rằng bị nguyên thần của hắn chém giết rồi. Những mảnh vỡ bay lên tổ hợp thành bộ dạng của Diệp Phúc. Kim quang ảm đạm, Kim Tinh Đồng Tử cắt một lần làm cho tinh hồn của hắn bị hao tổn rất lớn. Nguyên thần của hắn giấu trong cơ thể kim nhân vạn trượng cũng không có bị tinh hồn Kim Tinh Đồng Tử đánh trúng, nếu không nguyên thần của hắn khẳng định là bị chém giết tại chỗ. Diệp Phúc không khỏi sợ hãi trong lòng, loại yêu quái do thiên tài địa bảo tu luyện thành này, cho dù bị thương nặng cũng không thể khinh thường. Lũ tàn hồn này của Kim Tinh Đồng Tử thấy hắn không bị tổn thương bao nhiêu, giận càng thêm giận, trong mắt bạch quang bắn ra tạo thành cái võng lớn bằng kim khí bao phủ lấy Diệp Phúc. Cái võng kim khí lớn này cực kỳ dày đặc, đủ để cắt nguyên thần của hắn thành nhiều hạt nhỏ. Nguyên thần bị dập nát, tất không thể tồn tại nữa. Di La Thiên Địa Tháp chấn. Ầm vang một tiếng, một tòa bảo tháp 3 tầng đột nhiên hiện ra bên trong tử phủ, hóa thành một con quái vật thật lớn từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm một tiếng, đặt ở trên đỉnh đầu của Kim Tinh Đồng Tử, đè sụp kim nhân cao vạn trượng này. Di La Thiên Địa Tháp vô cùng nặng nề, làm tinh hồn của Kim Tinh Đồng Tử bị đè thành một tấm giấy mỏng manh. Xẹt. Võng kim khí lớn mất đi khống chế, theo sát bên người Diệp Phúc mà qua, làm cho một hồ nước kim khí bị cắt thành bột mịn, làm hắn cả kinh đổ mồ hôi lạnh. Cũng may ta còn có vũ bảo có thể sử dụng, nếu không thật sự là thuyền trong mương rồi, ngược lại bị nó tiêu diệt cả tinh hồn và nguyên thần đi. Có Di La Thiên Địa Tháp trấn áp thần hồn của Kim Tinh Đồng Tử, Diệp Phúc thở ra nhẹ nhàng, há mồm hút một hồ nước kim khí khác. Hắn bây giờ còn không thể đối phó được với tàn hồn của Kim Tinh Đồng Tử, nhân cơ hội này cắn nuốt hết thảy hồ nước kim khí, hóa thành tinh hồn của mình. Thể tích của hắn càng lúc càng lớn, rất nhanh trưởng thành giống như Kim Tinh Đồng Tử. Qua không biết bao lâu, tất cả kim khí bị hắn nuốt sạch. Diệp Phúc tâm niệm hơi động, Di La Thiên Địa Tháp bay lên, rời khỏi đầu Kim Tinh Đồng Tử. Tàn hồn của Kim Tinh Đồng Tử phục hồi như cũ, đứng dậy, ánh mắt quét khắp nơi tìm kiếm tung tích của Diệp Phúc. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu lên, đứng trước mặt hắn là một pho tượng khổng lồ cao tới hơn 10 vạn trượng, đầu đội trời, chân đạp đất, gần như chiếm một nửa tử phủ. Thể tích tinh hồn của Diệp Phúc đã to lớn hơn không gì sánh được, hai mắt như nhật nguyệt, triệt để trở thành bá chủ của tử phủ này. Bảo Bối Nhi, người cũng thành toàn cho ta đi, khiến chúng ta hợp nhất biến thành một thể. Tinh hồn của Diệp Phúc mở mồm rộng ra hút một cái, tàn hồn của Kim Tinh Đồng Tử lập tức không tự chủ được mà bay lên rơi vào trong miệng của hắn. Diệp Phúc vận chuyển Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát, đem tàn hồn này luyện hóa, cổ họng phát ra tiếng nổ ầm ầm. Từ nay về sau, ta chính là ngươi, ngươi cũng không phải là ta đâu. Từ nay về sau, ngươi là thần sát thứ nhất của ta, ngươi là thần ngoại hóa thân của ta. Bên ngoài tử phủ, trong tay Diệp Phúc, Kim Tinh Đồng Tử chậm rãi mở mắt ra, hai đạo bạch quang dần dần ngưng tụ ở trong mắt. Kim Tinh Đồng Tử chậm rãi mở hai mắt ra, Diệp Phúc nhất thời cảm thấy Ánh mắt truyền đến một lực hút vô cùng lớn, đang điên cuồng cắn nuốt chính mình. Kiểu đại cửu phẩm nguyên đan của hắn, trong đó chứa đựng tu vi thần tốc bay đi, xuất hiện trong mắt của Kim Tinh Đồng Tử. Tốc độ trôi đi cực nhanh, thậm chí làm cho phong ấn mảnh vỡ nguyên thần của Hạ Tùng Giang trong đại đỉnh bắt đầu buông lỏng. Bên trong đại đỉnh, Côn Minh chỉ dài đến 10 dặm kia cảm thấy được phong ấn không còn như trước, lập tức hành động, điên cuồng đánh vào vách đại đỉnh, làm cho đại đỉnh không ngừng rung động, thậm chí có xu hướng nứt ra. Diệp Phúc lúc trước trăm canh nghìn đắng mới đưa được Hạ Tùng Giang nguyên thần chật đứt, đem đầu Côn Minh này phong ấn. Nếu như lần này đầu Côn Minh này thoát thân, chỉ sợ hắn lập tức quay trở lại bên cạnh Hạ Tùng Nguyên, làm Côn Minh nguyên thần hợp làm một, khiến cho Diệp Phúc kiếm của 3 năm thiêu 1 giờ. Diệp Phúc lập tức ngừng lại việc Kim Tinh Đồng Tử mở to hai mắt ra. Nguyên đan cùng chân nguyên lập tức ngừng di động, phong ấn rốt cuộc cũng ổn định lại, đã không còn theo chiều hướng vỡ vụn. Sử dụng bảo bối nhi tiêu hao của ta không ít, khiến ta chống đỡ không nổi. Diệp Phúc khẽ nhíu mày, thúc giục năng lực đệ nhất thần sát, đòi hỏi một lượng chân nguyên khá lớn mới có thể làm cho mắt hắn bắn ra bạch quang, chém giết nguyên thần. Cái loại tiêu hao này đối với hắn trước mắt có phần lớn quá mức, thúc giục liên tiếp vài lần sẽ làm cho chân nguyên tiêu hao hết sạch. Hiện tại tu vi của hắn đều chấn áp mảnh vỡ nguyên thần của Hạ Tùng Giang, có thể chân nguyên sử dụng không nhiều lắm, tạm thời không có cách nào thúc giục đệ nhất thần sát giết địch. Cho dù là không có chấn áp thì kiểu đại nguyên đan của hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể thúc giục được 9 lần. Có thể nói mỗi một lần thúc giục hắn sẽ tiêu hao đi năng lượng của một nguyên đan, bởi vậy đệ nhất thần sát mặc dù đã luyện thành nhưng hắn không thể tùy tiện sử dụng. Thảo nào Thủy Hoàng Đế chẳng những phải tu luyện 12 thần sát mà còn muốn tu luyện 12 nguyên thần. Chỉ có 12 đại nguyên thần mới có khả năng chịu nổi sự tiêu hao như vậy. Thông thường nếu là vũ sĩ chỉ tu luyện một loại nguyên thần, chỉ sợ thúc giục một lần sẽ làm cho tu vi của chính mình tiêu hao không còn một mảnh. Vũ sĩ tam thần cảnh tu luyện 12 thần sát liền tu ra 12 nguyên thần, tu vi ngang hàng với 12 cao thủ tam thần cảnh, khó có thể tưởng tượng thâm hậu tới như vậy. Từ nguyên thần thúc giục 12 thân ngoại hóa thân. Hơn nữa, uy năng của việc tu luyện 12 thần sát rất lớn, đương nhiên lợi hại vô cùng. Thủy Hoàng Đế khi còn sống đã lợi hại như vậy, đánh khắp thiên hạ, hiếm khi gặp địch thủ, tự nhiên có nguyên nhân của nó. Đột nhiên Diệp Phúc cảm giác được một cỗ hơi thở hùng mạnh lại nguy hiểm từ phương xa bay tới, vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đầu bạch vượn thật lớn đang bổ nhào tới, từ xa bay nhanh tiếp cận. Yêu thần chi thú! Viên Thiên Công cách đó trăm dặm quát lớn, phía sau đột nhiên lộ ra một bàn tay to, tiếng động làm chấn động cả không gian, trăm dặm tập kích bất ngờ hướng Diệp Phúc chụp tới. 5 ngón tay của hắn giống như trụ trời giáng xuống, mỗi một đầu ngón tay đều viết một chữ yêu thật lớn, tỏa ra một bầu không khí quỷ dị và áp lực vô cùng nặng nề. Bàn tay to chưa hạ xuống, áp lực liền đem mặt biển tách ra, kế tiếp là một lòng bàn tay thật lớn đè xuống. Tốc độ của Viên Thiên Công chỉ chậm hơn Hắc Kiêu Vương, Diệp Phúc đã hao tâm tốn sức luyện Kim Tinh Đồng Tử, tốc độ thoáng chậm lại, khiến cho Viên Thiên Công rốt cục cũng đuổi theo hắn. Diệp Phúc vội vàng thúc giục thuyền con, điên cuồng hướng về phía trước mà đi, tốc độ giống như lướt trên mặt biển, chỉ để lại một vệt trắng như tuyết. Còn muốn chạy sao, tiểu tử? Ngươi cho dù tu luyện 300 năm cũng đừng mơ tưởng tránh được yêu thần chi thủ của ta. Tiếng của Viên Thiên Công chí chóe, cứ như vẫn kêu, giống như tiếng thút thít khóc không thành tiếng. Thế nhưng bàn tay yêu thần vẫn thủy chung đuổi theo Diệp Phúc, với tốc độ kinh hoàng mà bay đến gần. Đây là sức mạnh của sự hợp nhất nhục thần và tam thần cảnh, đem so với kiểu đại nguyên thần của Hạ Tùng Giang lợi hại hơn nhiều. Bàn tay yêu thần giống như mây đen che phủ bầu trời, hướng Diệp Phúc mà giáng xuống. Còn chưa động vào người hắn đã làm cho hắn không thể nào động đậy được rồi. Muốn từ trong miệng Viên gia gia nhà ngươi đoạt thức ăn ư? Kiếp sau đi! Viên Thiên Công cười ha ha nói. Xẹt một tiếng, rồi đột nhiên một thanh kiếm trắng như tuyết phóng lên cao, huy hoàng như trụ, phốc xẹt mấy tiếng, lại đem 5 ngón tay của bàn tay yêu thần Viên Thiên Công chặt đứt, chỉ còn lại một bàn tay trụ lủi. Sao? Bảo bối nhi còn sống sao? Viên Thiên Công giật mình kinh hãi, cước bộ vội vàng dừng lại. Hắn vừa mới cùng rất nhiều Kiềm Hải yêu vương lên thủ vây đánh Kim Tinh Đồng Tử, và đã chết hơn 10 vị yêu vương, không biết bao nhiêu người nguyên thần bị chém chết tại chỗ. Đệ đệ của Hắc Kiêu Vương lúc đó quân lấy Kim Tinh Đồng Tử, hắn mới có cơ hội một chiêu đem thân thể Kim Tinh Đồng Tử đánh nát, chấn vỡ thần hồn của Kim Tinh Đồng Tử. Giờ đây hắn lại lần nữa nhìn thấy bạch sắc kim tinh khí, giống như chim sợ cảnh cong, không còn có dũng khí một mình truy kích nữa. Dường như bảo bối nhi, kim tinh kiếm khí kia so với trước có phần yếu hơn. Hắn đứng ở giữa không trung, mi run run, chợt hiện ra một đôi mắt ánh lửa chập chờn bắn ra tứ phía, hướng về phía Diệp Phúc mà nhìn. Kiềm Hải Phật vạn sa đại trận. Đáy biển đột nhiên truyền đến một tiếng gầm, chỉ thấy hơn 10 dặm từ phía Diệp Phúc mặt biển sâu sùng sục dâng lên. Bỗng một cái đầu cá mập hổ nhảy lên khỏi mặt biển, bơi trên không trung, nhanh chóng tạo thành một tòa bảo tháp 7 tầng, bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, hóa một tòa Phật tọa bảo tháp thần túy do đầu cá mập hổ tạo thành, đem Diệp Phúc vây ở trong đó. Yêu Sa Vương cười ha ha, nhảy ra khỏi mặt nước, quay đầu lại nói: Viên Công, lần này cũng là bị tiểu đệ kia đắc thủ rồi. Viên Thiên Công bạch mi run run không ngừng, ha ha cười nói: Gia Công, bảo bối nhi trong tay tiểu tử kia còn sống, lão phu muốn xem nguyên thần và thân thể của ngươi có thể chống đỡ được một cái trận mắt của hắn hay không đấy. Yêu Sa Vương cũng bị hoảng sợ, sắc mặt âm tình bất định, thấp giọng mà nói: Viên Công, không bằng ngươi và ta liên thủ 50-50 như thế nào? Viên Thiên Công trầm ngâm một lát, gật đầu thầm nghĩ: Chỉ dựa vào ta đích thực rất khó khăn ngăn cản bảo bối nhi trong mắt thần quang, tuy nhiên có đầu sườn ngốc cá mập này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Viên gia ta chỉ cần khiến cho đầu cá mập sườn ngốc này ngăn cản bảo bối nhi thần quang trong mắt hắn bắn ra thôi, nhất định có thể đem tiểu tử kia và bảo bối nhi đánh chết cả thảy. Yêu Sa Vương trong mắt đã quay tròn, hiển nhiên đã có mưu đồ gây rối. Hai người đều mang ý xấu, đều muốn đối phương làm vật hy sinh, chính mình thành ngư ông đắc lợi, thúc giục đối phương đồng thủ trước, chế trụ Diệp Phúc. Diệp Phúc đứng trên thuyền, đem Kim Tinh Đồng Tử ôm ở dưới nách, ánh mắt xuyên qua vạn sa đại trận, nhìn thẳng vào hai đại yêu vương. Quần áo bởi vì gió biển mà bay phất phới. Hắn ngạo nghễ nói: Viên Thiên Công, Yêu Sa Vương, các ngươi cùng lên đi, hôm nay ta sẽ đưa tiễn toàn bộ các ngươi lên đường. Hắn nâng đầu Kim Tinh Đồng Tử lên, cười ha ha, kiêu ngạo đến cực điểm nói: Hai người các ngươi cùng nhau lên thủ, ai cũng không phải đối thủ của bảo bối nhi nhà ta đâu. Bảo bối nhi nhà ta chỉ cần mở to mắt thôi, liếc mắt một cái liền có thể làm cho hai người các ngươi thành phế vật rồi kìa. Tiểu tử đừng quá kiêu ngạo. Yêu Sa Vương khí giận đến cực điểm, tiến lên trước một bước, phẫn nộ cười nói: Tiểu hỗn đản, ngươi bị ông đây vây ở bên trong tháp vạn sa đại trận, còn dám kiêu ngạo như vậy sao? Có tin hay không, ông đây thúc giục đại trận, đem người gặm đến xương cốt cũng không còn lại một cái kìa. Viên Thiên Công cũng tức chết đi được, điềm nhiên mà nói: Tiểu tử, ngươi đủ kiêu ngạo rồi, Viên gia không thích ăn thịt người. Viên gia sẽ dùng kim bổng của ta ở trên người của ngươi nghiền qua một lần rồi lại một lần, đem tiểu xương cốt của ngươi nghiền vỡ không thể vỡ thêm được nữa kìa. Viên Công, không cần cùng hắn vô nghĩa làm gì, chúng ta đồng loạt ra tay tiêu diệt tên tiểu tử này. Yêu Sa Vương đằng đằng sát khí, phẫn nộ quát: Được, đồng loạt ra tay. Viên Thiên Công tức giận giết gào, uy phong lẫm liệt. Hai đại yêu vương ngoài miệng không ngừng giết gào, thế nhưng thân hình lại vẫn không động đậy. Gió biển gào thét thổi qua, sau một lúc lâu, sắc mặt của hai vị yêu vương đều có vài phần xấu hổ. Bọn họ trong lòng vẫn khiếp sợ thần quang uy lực trong mắt của Kim Tinh Đồng Tử, vẫn là không dám động thủ trước đối phương, để tránh bị Kim Tinh Đồng Tử lướt mắt một cái nghiền nát nguyên thần. Các ngươi, hai cái tên phế vật này, nếu như không dám động thủ, ta đành phải ra tay trước vậy. Diệp Phúc ngạo nghễ đứng dậy, tay nắm đầu Kim Tinh Đồng Tử, ánh mắt đáng sợ, cười lạnh mà nói: Bảo bối nhi ngoan, mở to mắt ra nào, chừng mắt chết hai cái tên của mục này đi. Kim Tinh Đồng Tử hai mắt chậm rãi mở ra, từng đạo bạch quang ở giữa mi mắt di chuyển. Bảo bối nhi này quả nhiên không chết mà. Viên Thiên Công trong lòng căng thẳng, vội vàng hú lên một tiếng quái dị, thả người nhảy lên, trở mình một cái, ngã về phía sau hơn 10 dặm. Trước khiến đầu mập sần ngốc này chịu chết đi đã. Hắn vừa mới nghĩ đến đây, chỉ thấy Yêu Sa Vương thình thịch một tiếng nhảy vọt xuống biển, vơi lưng giống như đao sơn, dầm một tiếng bay đi xa hơn 10 dặm, rút lui trong cơn thịnh. Diệp Phúc ung dung tế khởi kim tinh kiếm khí, một kiếm cắt qua tháp vạn sa đại trận, phá trận mà ra, khống chế thành con hoa phá trường không, ngay lập tức đó là đi xa hơn 100 dặm. Hai tên phế vật mà. Thanh âm của hắn từ từ truyền đến tai hai đại yêu vương. Viên Thiên Công sắc mặt xanh mét, lướt Yêu Sa Vương, điềm nhiên mà nói: Gia Công, chuyện hôm nay nếu ngươi dám nói ra ngoài, ta sẽ giết cả nhà ngươi. Yêu Sa Vương mặt như thanh điện, trở nên cực kỳ khó coi, dữ tợn phẫn nộ cười nói: Viên Công, chúng ta đều bị một nguyên đan kỳ tiểu tử đùa giỡn, sợ tới mức chật vật chạy trốn. Ngươi tưởng đây là việc vinh quang hay sao? Ông đây sẽ đem cái loại bê bố này đi giao rêu khắp nơi hay sao? Nhưng thật ra Viên Công miệng đại nhà ngươi, thích loạn ngữ sau khi uống rượu. Nếu nhà ngươi mà nói ra ngoài, ta giết cả nhà Viên Công ngươi, từ già đến trẻ. Hai vị yêu vương thở mạnh một hơi, trong lòng căm tức vạn phần. Bọn họ tưởng rằng Kim Tinh Đồng Tử không có chết, bởi vậy hốt hoảng rút lui, tính toán tránh thoát trung thần quang của Kim Tinh Đồng Tử. Chưa từng nghĩ đến Kim Tinh Đồng Tử căn bản không có mở mắt, chỉ là Diệp Phúc vô trinh thanh thế. Viên Thiên Công vừa mới chứng kiến Kim Tinh kiếm khí, thật ra cũng đúng là một Kim Tinh kiếm khí. Tuy rằng đối với bọn họ mà nói có thể làm thương tổn đến thân thể nguyên thần, nhưng cũng không đến nỗi gây ra thương thế chí mạng. Đuổi, bất kể như thế nào cũng không thể để tiểu tử này còn sống rời khỏi đây được. Nếu không chuyện này truyền ra ngoài, thể diện Kiềm Hải yêu vương của ta sẽ không còn. Không sai, mặt mũi quan trọng hơn, nhưng đây là bảo bối nhi càng thêm quan trọng. Hai vị yêu vương cùng thi triển thần thông về phía trước gào thét đuổi theo. Sau một lúc lâu, đám người của Minh Hà giáo chủ cũng chen chúc đuổi tới, gào thét đi trước. Rồi lại qua một lát, Hạ Tùng Giang cũng xuất hiện tại phiến hải vực, cả kinh trước sự thấp thỏm lo âu của yêu tộc trong Kiềm Hải hải vực. Không biết nơi này đến tột cùng đã xảy ra việc đại sự gì mà khiến cho cường nhân tập thể xuất động. Kiềm Hải tuy rằng rộng lớn nhưng dù sao chỉ có ngàn dặm xa. Diệp Phúc rất nhanh liền bay ra khỏi phạm vi của Kiềm Hải. Thiếu niên quần áo lam đứng ở trên thuyền nhìn về phía trước, chỉ thấy loáng thoáng xuất hiện một mảnh dãy núi phía trước hải vực, thoải mái lên xuống xen vào nhau thích thú, hình thành một đại trận. Khoảng cách giữa hắn và phiến hải đảo này càng ngày càng gần, chỉ thấy giữa đám núi có đình đài lầu cát, vô sĩ rộn ràng nhốn nháo ra vào vào. Hải Ngoại Tiên Các ư? Diệp Phúc lập tức tăng tốc thầm nghĩ. Hải Ngoại Tiên Các chính là thương hội liên minh lớn nhất trên biển, sau lưng đều có thế lực lớn ủng hộ. Ở Tiên Các không cho phép đánh nhau. Phía sau ta hiện tại lại có một đám tam thần cảnh cường nhân đang đuổi giết, không bằng đi đến Tiên Các trốn là tốt nhất rồi. Đợi luyện hóa Hạ Tùng Giang nguyên thần, từ từ tìm kế thoát thân vậy. Hắn tới khởi Di La Thiên Địa Tháp, đặt đầu của Kim Tinh Đồng Tử vào. Bên trong tháp lập tức lại truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Phượng Yên Nhu. Cô gái này trong lòng rất có oán niệm. Diệp sư huynh như thế nào lại có sở thích thu thập đầu lâu như vậy? Diệp Phúc chưa bước vào Hải Ngoại Tiên Các liền có thể cảm nhận được bên trong Tiên Các truyền đến một đạo khí tức hùng mạnh, dường như ở giữa Hải Ngoại Tiên Các dâng lên một cành thuần dương khí trụ oanh kích hư không. Khí tức đó chính là khí huyết của tam dương cảnh cao thủ phát ra, tỏa khắp bầu không khí, quấy nhiễu thiên địa nguyên khí nơi này, do đó hình thành dị trạng. 71, 72, 73, tổng cộng 73 vị cao thủ. Diệp Phúc cẩn thận đếm, trong lòng không còn hoảng sợ. Trong Hải Ngoại Tiên Các không ngờ có tới 73 vị tam dương cảnh cao thủ. Đây chính là một sự kiện trước giờ chưa từng có. Không chỉ có như thế, giữa Tiên Các còn có một luồng sóng mịt mờ, phù dung sớm nở tối tàn, thoáng một cái lướt qua. Tuy rằng không thể bị được với khí thế hùng mạnh của tam dương cảnh cao thủ, nhưng càng thêm khó hiểu, càng thêm sâu không lường được. Phải là tam thần cảnh, thậm chí đại vô cảnh giới rất cao. Chẳng lẽ có việc gì lớn xảy ra hay sao? Hay là Hải Ngoại Tiên Các xuất hiện bảo vật, thu hút tất cả các thú tụ họp về đây đây? Hắn bay vào Hải Ngoại Tiên Các trong núi, đáp xuống trong cổ thành, đi vào bên trong Tử Uyển Thiên, gọi đến một thị nữ dặn dò vài câu. Thị nữ kia vội vàng lên lầu, sau một lúc lâu chỉ thấy một thiếu nữ áo tím viền tơ vàng từ trên lầu đi xuống, đỉnh đầu bao phủ chân nguyên dày đặc, gây ra một trận huyên áo, không ngừng kích thích phát ra âm thanh trong trẻo giống như châu lạc ngọc bàn. Thiếu nữ này là thiếu chủ của Tử Uyển Hiên, tên là Tử Thiên Mạch. Diệp Phúc đã từng gặp mặt một lần, nhẹ nhàng thi lễ, cười yếu ớt nói: Tử Thiên Mạch, phải gọi ngươi là Diệp sư huynh hay là Diệp sư thúc đây? Nàng thấp giọng oán giận nói: Diệp sư thúc, ngươi đem người ta lừa gạt thật là đau khổ. Nàng từng cho rằng Diệp Phúc là đệ tử Chu Thiên Tinh Cung nên gọi Diệp Phúc là sư huynh, sau lại biết được Diệp Phúc chính là trưởng lão của Hoàng Tuyền Ma Tông, đường đường là một người đứng đầu của một phong. Lần trước là chỉ là hiểu lầm, ta cũng chưa từng nói ta là đệ tử Chu Thiên Tinh Cung mà. Diệp Phúc vừa giải thích vừa cười nói: Thiên Mạch cô nương, ở Hải Ngoại Tiên Các cũng có rất nhiều cao thủ, chẳng lẽ có việc đại sự gì hay sao? Sư thúc không biết sao, ta mở hội đấu giá ở Hải Ngoại Tiên Các nên mời cao thủ ở các nơi đến. Hội đấu giá lần trước sư thúc cũng chưa từng đến, lần này lại vừa vặn. Ngày mai là đại hội bán đấu giá rồi. Tử Thiên Mạch lướt hắn một cái, có chút u oán mà nói: Sư thúc, ngươi làm hại người ta, uổng phí tặng ngươi một tấm thẻ tử tinh lần trước kìa. Tuy nhiên lúc này đây, sư thúc tuyệt đối không thể bỏ qua được. Lần này Hải Ngoại Tiên Các của ta được người ta ủy thác bán đấu giá bảo vật, trong đó có không ít kiện bảo bối tốt, đáng để sư thúc ra tay. Diệp Phúc nhớ lại hội đấu giá lần trước ở Hải Ngoại Tiên Các, không ngờ lại là một giọt bích huyết tiên tinh. Nghe đồn giọt bích huyết tiên tinh này xuất ra từ trong vạn cổ ma vực, là máu của viễn cổ tiên nhân. Trong chốc lát gây ra chấn động, không biết bao nhiêu cao thủ cùng cạnh tranh, cuối cùng bị một vị đầu sỏ giá cao mua được. Đầu sỏ các nơi đến từ vô hoặc thế giới tụ tập như thế, với tài lực của ta làm sao có thể cạnh tranh được với từng người trong bọn họ đây? Diệp Phúc cười nói, tuy nhiên tiên các bán đấu giá dị báo, ta đương nhiên phải mở mang kiến thức rồi. Tử Thiên Mạch lấy ra một tấm thẻ tử tinh đưa cho hắn cười nói, sư thúc cứ nói đùa, người đứng đầu một phong của Hoàng Tuyền Thánh Tông của cái sao lại có thể thiếu được? Một lời khó nói hết được, khó nói hết được. Diệp Phúc thở dài nhận lấy thẻ tử tinh. Nếu hắn có thể đem Quan Tinh Phong mở ra toàn bộ vô hồn giới, đích xác phú khả địch quốc. Tiếc rằng vô hồn giới không ngờ có vệ chăn Thái Thượng trưởng lão Nguyên Thần thứ hai trấn thủ. Mặt khác hắn chưa từng bước vào vô hồn giới. Tuy nhiên vô hồn giới này đã đặt ở Quan Tinh Phong không biết bao lâu. Nghĩ đến trong đó mặc dù có bảo vật trước kia đã được người kế thừa kế nghiệp mang đi, còn lại cũng không nhiều lắm. Hơn nữa Quan Tinh Phong qua nhiều thế hệ phong chủ đến xem, bọn họ bảo vật trong vô hồn giới phần lớn không phải dễ dàng lấy được, có đôi khi thậm chí nó không chừng sẽ có họa sát thân. Từ vệ chăn mang Nguyên Thần thứ hai xung quân đến vô hồn giới trấn thủ tầng thứ tư, có thể thấy được Quan Tinh Phong qua nhiều thế hệ đình chủ khi còn sống có bao nhiêu gian ác. Hắn chỉnh đốn lại tâm tình cười nói, Thiên Mạch cô nương, không biết Quý Hiên có thể để cho ta một chỗ nghỉ ngơi nho nhỏ hay không? Phía sau ta có một đám người đang truy sát, đi vào Quý Hiên mới có thể nghỉ ngơi được. Hơn nữa ta cần luyện chế một kiện vu bảo, không thể có người quấy rầy được. Diệp sư thúc cứ việc ở lại chỗ này, Tử Uyển Hiên chúng ta chính là sản nghiệp của Hàn Nguyệt Cung, không ai có dũng khí ở trong này ra tay cả. Tử Thiên Mạch dẫn hắn lên lầu, đi thẳng lên tầng thứ tư, ngữ khí hâm mộ nói, sư thúc gần đây nổi danh thiên hạ, tứ phương đều khiếp sợ. Tây Hoang Đại Mạc hạ Úc Khánh Sơn dễ như trở bàn tay, bắt cóc hai vị công chúa của Thiên Yêu Cung, vân mộng đại trách như lấy đồ trong túi. Nam Hải thì diệt Lạc Gia Sơn, đại sát tứ phương. Hiện giờ danh tiếng của sư thúc thước khởi, thậm chí có người nói người chính là thế hệ thanh niên mới xuất sắc, thẳng truy những cao thủ trẻ tuổi thành danh đã lâu kìa. Nàng cười tiếp tục nói, nhất là bắt cóc nữ yêu chủ nhân của Thiên Yêu Cung kìa, càng làm cho người ta phải khiếp sợ. Thiên Yêu Cung thông báo với những người tuổi trẻ tài cao khắp thiên hạ, tuyển phò mã cho nhị công chúa. Lúc đó trong thiên hạ, những bậc tuấn kiệt của ba đạo chính yêu ma đều đến, ai ngờ lại bị sư thúc nhanh chân đến trước. Chẳng những bắt cóc Khổng Tước, còn nhân tiện bắt cóc luôn người yêu chủ yêu quý nhất Tiểu Phượng Hoàng. Thậm chí có lời đồn rằng sư thúc và Khổng Tước ngầm này sinh quan hệ, sinh hạ được Tiểu Khổng Tước, không biết bao nhiêu bậc tuấn kiệt căm phẫn kìa. Diệp Phúc thở dài cười khổ nói, thật là một lời khó nói hết được. Hắn ngẫm nghĩ một chút, về mặt cảnh giác rồi hỏi, lần này đại hội bán đấu giá yêu chủ chưa có tới hay sao? Yêu chủ đương nhiên sẽ không tự mình giáng lâm rồi. Tuy nhiên Thiên Yêu Cung sư huynh sư thúc lại đến đây không ít đâu. Với lại Hải Ngoại Tiên Các chúng ta cũng có không ít môn phái trẻ tuổi tài năng đều đến. Nếu như biết sư thúc cũng đến ở chỗ này, chỉ sợ sư thúc gặp không ít phiền toái đâu. Tử Thiên Mạch thở dài cười nói, ánh mắt trêu ghẹo, dứt lời đẩy cửa phòng cười nói, sư thúc, nơi này là nơi sư tôn ta luyện khí, sư tôn ta bận việc đại hội bán đấu giá, sư thúc có thể ở lại đây trong này vài ngày, Thiên Mạch sẽ không quấy rầy. Nàng giấu phòng hào hạng đi rồi đi lên lầu. Khổng Tước này quả thật là nha đầu điêu ngoa, hại ta sâu đến như vậy. Diệp Phúc đầu lớn như cái đấu, quan sát đánh giá mọi nơi, chỉ thấy không gian bên trong phòng luyện khí của hiên chủ Tử Uyển Hiên này có vẻ rộng, hẳn là không gian bên trong của một kiện vu bảo, phạm vi chừng 4-5 dặm. Phòng luyện khí trên nóc nhà giống như ngọc lưu ly, hội tụ hàn nguyệt tinh lực, ở trên khoảng không hình thành một vòng trăng sáng cực kỳ ảm đạm. Trong phòng không có bài trí khác, chỉ có một chiếc hồ đoàn, đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ. Sau một lúc lâu, hắn tĩnh tâm ngồi trên bồ đoàn, hàn nguyệt quảng chiếu khiến hắn tâm vô tạp niệm. Hiền chủ Tử Uyển Hiên thật là một người tao nhã, bày biện tuy rằng đơn giản, thế nhưng lại siêu phàm thoát tục. Diệp Phúc tế khởi đại đỉnh chấn áp nguyên thần của Hạ Tùng Giang, rồi lại tế khởi Di La Thiên Địa Tháp, từ giữa lấy ra 9 khẩu đại đỉnh. 9 khẩu đại đỉnh này là hắn giết Hạ Tùng Dương đoạt được, còn có nhiều vô bảo khác đều là khi ở Lạc Già Sơn, Hạ Tùng Dương thi triển kiều đỉnh chấn thần châu, giết chết cao thủ trẻ tuổi, đoạt lấy bảo vật. Hạ Tùng Dương chết ở trong tay hắn, tất cả của cải đó lại thuộc về hắn. Những cao thủ trẻ tuổi này không có một người nào tu vi thấp hơn tam thai cảnh, đều là đệ tử tinh anh của các môn các phái, góp nhặt phong phú, Hơn nữa của cải của Hạ Trùng Dương, Diệp Phúc thu hoạch cũng kinh người. Chín khẩu đại đỉnh này chính là thuần dương chi báo, vượt qua sự thử thách của bảy đạo sát khí, thuần dương khí nồng đậm. Hạ Trùng Dương người này âm hiểm giả dối, xem ra thu hoạch không biết bao nhiêu của cái, hết thảy đều dung nhập vào chín khẩu đại đỉnh này. Nếu như đem chín khẩu đại đỉnh này dung nhập vào bên trong đại đỉnh của ta, ắt có thể làm cho uy lực của kiều đỉnh thấp nhất là tăng lên gấp đôi kìa. Diệp Phúc lập tức động thủ, tế khởi Di La Thiên Địa Tháp, lập tức thấy dương chân hỏa theo tháp phun dũng mà ra. Tòa bảo tháp này dung hợp với đại chu thiên tinh đấu trận đồ, hấp thu chu thiên tinh lực, không ngừng nâng cao uy lực của bản thân. Trong đó, thái dương tinh lực hóa thành thái dương chân hỏa chứa đựng ở bên trong bảo. Diệp Phúc thúc giục chân hỏa nung khô kiều đỉnh, chỉ thấy chân hỏa tuy rằng cực kỳ mãnh liệt, nhưng kiểu khẩu đại đỉnh này lại chậm chạp không thể nóng chảy. Hạ Trùng Dương luyện chế kiều đỉnh chất lượng cực cao, dung nhập không biết bao nhiêu vật liệu tốt. Hơn nữa, bảy đạo sát khí hết lần này đến lần khác thử thách, ngay cả thất sát cũng không mảy may làm bị thương kiều đỉnh. Hắn không khỏi nhíu mày, với tu vi hiện giờ của hắn, nếu như 9 miếng nguyên đan đều xuất hiện, lấy nguyên đan thúc giục thái dương chân hỏa, tất nhiên có thể làm cho 9 khẩu đại đỉnh nóng chảy phân giải. Tuy nhiên, toàn thân tu vi của hắn đều chấn áp mảnh vỡ nguyên thần của Hạ Tùng Giang, không thể ra tay được. Một khi đã như vậy, ta đây đành phải cưỡng ép đem 9 khẩu đại đỉnh này dung nhập đến đỉnh chung của ta vậy. Tuy rằng hiệu quả không bằng như vậy, thế nhưng uy lực cũng có thể tăng lên không ít rồi. Diệp Phúc khít vào một hơi thật dài, nâng lên một cái đại đỉnh, hung hăng đánh về phía khẩu đại đỉnh của mình. Dầm một tiếng, khẩu đại đỉnh này bị hắn đánh một cước nhập vào bên trong khẩu đại đỉnh kia của hắn, biến mất không thấy đâu nữa. Đại đỉnh của Diệp Phúc trực tiếp dung hợp cắn nuốt, đem khẩu đại đỉnh của Hạ Trùng Dương này tiêu hóa. Bởi vì kiều đỉnh của Diệp Phúc và kiều đỉnh của Hạ Trùng Dương kiểu dáng giống nhau, ký hiệu lại na ná như nhau, lúc này mới có thể thôn tính đại đỉnh của Hạ Trùng Dương. Hắn tiếp tục làm như vậy, đem 8 khẩu đại đỉnh còn lại tất cả dung nhập đỉnh chung của mình, lập tức làm cho uy lực của khẩu đại đỉnh này tăng vọt, thuần dương khí càng thêm nồng đậm, một luồng thuần dương khí tràn ngập ở xung quanh đại đỉnh, bản chất thành hình, từng đạo kim sắc quang lưu không ngừng xoay tròn xung quanh đại đỉnh. Diệp Phúc thu tay lại, nhắm mắt ngưng thần, đột nhiên tâm niệm vi động, chỉ thấy chấn áp ở phía trên đại đỉnh là từng đạo nguyên thần ngọc thụ bay lên. Mi tâm hắn mở ra, trong đó lộ ra vô biên vô hạn không gian, những cây non xanh mơn mởn lay động nhẹ nhàng theo gió, lần lượt bay vào mi tâm tử phủ bên trong, lập tức mi tâm khép kín lại. Hắn rút ra 8 đạo nguyên thần, chỉ thấy đại đỉnh vẫn như cũ, vững chắc như núi, cao ngất bất động. Mảnh vỡ nguyên thần của Hạ Tùng Giang ở bên trong đỉnh, đầu dài đến 10 dặm, như trước không cách nào phá vỡ đại đỉnh được. Vù vù. Diệp Phúc mở miệng hút, chỉ thấy một miếng nguyên đan bay lên, rơi vào miệng hắn. Đầu côn binh kia như trước bị chấn áp, không thể động đậy. Xem ra, dung nhập kiều đỉnh của Hạ Trùng Dương khiến đại đỉnh của ta uy lực có thể tăng lên, không ngừng, không chỉ là gấp đôi. Diệp Phúc trong lòng vui vẻ, tổng cộng hắn rút ra 3-4 miếng nguyên đan, còn lại 6 miếng như trước lưu lại để trấn áp côn minh. 3 miếng nguyên đan này khiến hắn có thể vận dụng 3-4 thành tu vi, thúc giục 3 lượt đệ nhất thần sát. Tuy rằng chỉ có thể thúc giục 3 lượt, thế nhưng đủ để hạ 3 vị cao thủ mà ta không thể đối phó được rồi. Tuy nhiên, nếu mang 3-4 thành tu vi này tiêu hao hết, khôi phục tu vi không biết còn cần tu luyện bao lâu nữa đây. Cho nên đệ nhất thần sát không xuất hiện khẩn cấp, ta tuyệt đối không thể vận dụng được. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 74 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 75 sắp tới.